Hi, chào mọi người đến kênh của Hiếu Nguyễn nha. Hôm nay Hiếu Nguyễn sẽ dẫn mọi người về một miền quê, một vùng đất Cù Lao của An Bình, một vùng đất sản sinh rất là được phù sa ưu ái các bạn. Mọi người và cùng Hiếu Nguyễn đang trên một chuyến phà từ thành phố Vĩnh Long để sang sông để đến Cù Lao An Bình của xã An Bình, huyện Long Hồ của tỉnh Vĩnh Long các bạn. Đứng lên phà thì các bạn thấy một dòng nước mênh mông bao la thắm đọt của miền Tây các bạn. Thì đường vào An Bình thì những con đường nơi đây được trải nhựa, và hai bên hàng bên ven đường được gọt bóng mát bởi những bóng cây của một miền quê che mát cho những vị khách xa đến tham quan của vùng đất An Bình. Và Hiếu Nguyễn nói thêm các bạn nắm thêm về vùng đất An Bình. An Bình được nổi tiếng về một vùng đất có nhiều cái cây như chôm chôm, nhãn. Rồi nhiều loại cây sầu riêng, còn nhiều loại cây khác nữa các bạn. Bạn thấy chôm chôm các bạn. Đi theo con đường lộ đan nhỏ thì chúng ta sẽ vào được khu lịch sinh thái Vinh Sang để cùng nhau trải nghiệm về một miền quê ở tỉnh Vĩnh Long nha các bạn. Hôm nay mọi người đến kênh Hiếu Nguyễn nha. Hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đi tham quan một miền đất đầy trái cây các bạn, và có nhiều trò chơi nữa các bạn. Rồi mà mình đang có mặt tại Cù Lao Tân An Bình, xã An Bình của Long Hồ của tỉnh Vĩnh Long các bạn. Bây giờ mình đang đứng ngay trước cửa của Vinh Sang. Bây giờ mình sẽ mua vé rồi và các bạn cùng tham quan Vinh Sang có gì đặc biệt nha. Rồi bây giờ mời mọi người theo chân. Đó là cái cổng vào cửa dinh khu vực sinh thái Vinh Sang các bạn. Đó là quầy bán vé các bạn. Thì ở đây quầy bán vé cũng phân hai loại là người lớn và trẻ em các bạn. Người lớn thì 50 và trẻ em thì 35 ngàn các bạn. Và ở đây có nhiều dịch vụ về tham quan vườn trái cây nữa nha. Mọi người có đến đây thì có thể mua vé để tham quan trái cây luôn. Và bây giờ Hiếu Nguyễn vào để mua vé các bạn ơi. Mình mua vé các bạn. Dạ, chị bán em một vé nha. Dạ. Rồi, cảm ơn chị. Dạ. Mình đi đường nào hả chị? Rồi, em cảm ơn chị. Cái chỗ sót vé. Này mình đi ở trên bức tường thì có di chỉ thư pháp luôn. Đây có thấy di thư pháp. Giờ mình cùng theo chân đi vào tham quan ở Vinh Sang nha. Rất là rộng nha, có nhiều trò chơi nữa. Đây được trang trí rất là đẹp rồi. Đó là khu
câu. Ở Vinh Sang thì có những khu nơi nuôi con động vật quý hiếm, rồi những con nhím, khỉ nha các bạn. Để chút xíu mình sẽ quay ha. Ở sau lưng mình hình này cũng rất là đẹp tuyệt vời đó mọi người. Đây mình thấy cái ở phía sau mình là có cái trống trống, trống trống đẹp. Cá sấu. Em gửi chỗ đâu đi? Cái chân trọng nhìn rất đẹp các bạn. Đường chúng ta đi là đường lên cầu Tình Yêu các bạn. Từ cầu Tình Yêu thì chúng ta lên và nhìn xuống chỗ cái hồ đạm dịch rất là thú vị các bạn. Và dưới ao thì có rất là nhiều cá các bạn. Phía sau lưng của mình á thì để dành cho xe đạp. Mình ở đây là hồ mà mình nuôi những cá các bạn, các bạn thấy không? Cực kỳ nhiều cá luôn. Nên ở đây thì rất là thoáng mát. Thì bây giờ mình đi qua cái khu này là bảo tồn nhiều loài động vật quý hiếm mà là chắc cái cò các bạn. Đây là chỗ nuôi cò. Vậy những cái rừng cò này rất là nhiều, lên bên bụi tre này cò rất là nhiều. Khi mà ở đây có mùi đặc trưng nha. Cái rừng cò mà mình
quay cho bạn xem. Công nha. Công là nhìn đạt thì nhỉ. Công. Công này sao được ngu nhất à. Công này thấy bự nha. Ồ, công này chắc phù nó chắc đẹp. Con công á quá trời đẹp. Đây có làm cái mình đi qua cái khu cá sấu. Đây là một cái nhà hàng. Khu ăn uống này mà ngồi bên chuồng cò này cũng thú vị ha. Sang có cái thùng này để ngồi chơi thấy cũng mát mọi người. Để ngồi đây ăn uống trải nghiệm cũng tốt nha. Đây cảnh thật sự là mát. Ủa, đây chỗ cưỡi đầy đủ rồi. Phòng vé của cá trà điểu các bạn là người lớn thì 20.000, còn trẻ em thì 10.000 các bạn. Cỡ một cỡ là đẹp quá, cũng khá thú vị ha. Ở phía sau lưng của Nguyễn là con đà điểu của bạn, nó rất là to à. Thấy không, đà điểu rất là to luôn. Đó, ví dụ mình ngồi mình phải ở đây có cái đây nè, đó là có cái yên để lên trên cái lưng của con đà điểu á, tự ta ngồi. Là điệu đó không biết cái Nguyễn kẹo đã chắc nó gãy xương luôn nên Hiếu Nguyễn không có chuồng. Còn phía bên kia là sẽ có một chuồng nữa. Đây là nhiều con ha. Rồi bây giờ là điệu phía bên kia nữa. Và bây giờ Hiếu Nguyễn sẽ dẫn đi tham quan cá sấu nha. Còn đây là cá sấu như cái phổi của con gà hay sao chị? Bao nhiêu? Cần vậy nhiêu chị? 10.000. Cần vậy 10.000 mình đi chơi được chứ. Mấy cái xấu chắc cũng đang đổi đây. Cũng đang gần gần nè. Nó có con này, có con cá sấu này nó đang hạ miệng cờ sẵn nè. Thank you.
quanh cái hồ này cũng nhiều con à. Hồ này cũng nhiều con đó mọi người. Nhưng mà nó đây có rất khôn mà nó đợi nó biết đâu. Sơn màu trắng hết trơn ha. Đây là con chim chim trị bảy màu các bạn. Tên tiếng Anh là Yellow Golden Pheasant. Con chim này xuất xứ từ Trung Quốc các bạn. Con chim này thì nó ở trên núi cao mới có con chim này. Chim trị bảy màu là Việt Nam, người Việt Nam mình gọi nha. Còn chim ở bên nước ngoài thì khác. Mà rất là đẹp. Đang ngủ gì đây, dính đôi chân nè. Ở đây có đi bóng uống nước. Sang mọi người và cuộc tham quan về miền quê để tham quan rất là thú vị. Mọi người nếu có dịp thì đến đây chơi nha, để chúng ta tham quan được nhiều trò chơi hơn nữa thú vị. Ở đây thì có nhiều trò chơi để dành cho trẻ em và cả người lớn chơi vẫn được luôn nha. Rồi bên cạnh đó thì xem các con vật rất là quý hiếm. Rồi Huy Nguyễn cảm ơn các bạn đã xem clip của Huy Nguyễn nha. Hẹn gặp lại các clip sau. Về một miền quê khu sinh thái nào đẹp ở miền Tây nữa nha. Rồi cảm ơn các bạn đã xem. Tạm biệt mọi người nha. Cảm ơn mọi người đã xem clip nhiều.